Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi phần điểm tin nhanh của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là tháng cao điểm của vận động vì người nghèo. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc, giúp nâng cao đời sống cho người nghèo và thực hiện an sinh xã hội. Cuộc vận động được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban vận động Ngày vì người nghèo Trung ương phát động từ ngày hôm nay đến ngày 18 tháng 11 tới đây. Các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng những chương trình kế hoạch cụ thể, vận động hội viên, nhân dân và xã hội hưởng ứng tích cực tháng cao điểm vì người nghèo. Mục tiêu của quỹ năm nay là xây dựng khoảng 4.000 căn hộ cho các hộ nghèo trên cả nước. Cho đến thời điểm này, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC chưa thể đưa ra một mốc thời gian cụ thể nào cho việc thoái vốn tại 10 doanh nghiệp nhà nước. Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC căn cứ vào tình hình thị trường để lựa chọn thời điểm thoái, cách thức thoái, giá cả thoái, đối tượng thoái như thế nào cho hiệu quả, ổn định và chắc chắn. Lộ trình do SCIC đề xuất, tuy nhiên theo các chuyên gia, việc thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là tại các doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả và được nhiều nhà đầu tư quan tâm, dứt khoát phải đấu giá công khai và minh bạch để tạo dư luận tốt. Từ nay cho đến hết tháng 10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ trưng bày các sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của phụ nữ trên cả nước. Đây là những sản phẩm đạt giải thưởng Phụ nữ sáng tạo năm 2015 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Từ người nông dân, nhà nghiên cứu khoa học, người làm kinh tế, các chị phụ nữ có sáng tạo ở nhiều lĩnh vực. Những sáng tạo xuất phát từ thực tế nhu cầu lao động của sản xuất, cuộc sống và có những lợi ích cho cộng đồng. Trong tối ngày hôm qua, hơn 40 tập thể cá nhân phụ nữ tiêu biểu đã được tuyên dương trong Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2015. Tối qua tại Hà Nội, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga đã tổ chức buổi biểu diễn nhạc cổ điển nhân dịp kỷ niệm 175 năm ngày sinh nhạc sĩ Tchaikovsky. 8 tác phẩm thuộc các thể loại nhạc không lời, tình ca và một số trích đoạn nhạc kịch đã được thể hiện bởi các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Đặc biệt, tiểu phẩm Tháng 6 Baccarona nằm trong liên khúc 4 mùa nổi tiếng đã được chuyển soạn và thể hiện bởi dàn nhạc của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Trong khuôn khổ các chương trình kỷ niệm 175 năm ngày sinh nhà soạn nhạc thiên tài, triển lãm thời Tchaikovsky cũng trưng bày gần 100 bức ảnh ghi lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời sự nghiệp của ông. Tin quốc tế, trước những căng thẳng đang ngày càng leo thang tại vùng đất của Israel và Palestine, đêm qua theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức họp khẩn cấp về vấn đề này. Tại phiên họp, đại diện của Israel và Palestine đều cho rằng phía bên kia đã làm bạo lực bùng phát, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải có những động thái nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực hiện nay. Đại diện của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon đã kêu gọi cả Israel và Palestine cùng kiềm chế, tôn trọng các khu vực đền thờ. Chính phủ Hungary ngày hôm qua đã thông báo nước này đóng cửa biên giới với Croatia trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng người di cư tiến vào Hungary. Thông báo trên được Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đưa ra sau cuộc họp với nội các nước này. Theo dự kiến, việc đóng cửa biên giới với Croatia được phía Hungary thực hiện vào lúc 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam. Ngoài ra, cũng theo ông Szijjarto, người di cư có thể nộp đơn xin tị nạn tại hai khu vực trung chuyển sẽ được thiết lập trên biên giới Hungary-Croatia. Và những người này sẽ chỉ có thể vào Hungary qua các cửa khẩu biên giới chính thức. Hôm qua, chính phủ Indonesia đã mở chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay nhằm dập tắt các đám cháy rừng tại nước này, vốn đang phát tán khói mù sang các nước láng giềng trong khu vực ASEAN. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia của Indonesia, hơn 22.000 binh sĩ, cảnh sát cùng 32 máy bay trực thăng đã được triển khai tới các địa điểm cháy rừng ở đảo Sumatra và Borneo. Singapore, Malaysia và Australia cũng đã cử 6 máy bay dập lửa và hướng dẫn các máy bay khác thực hiện nhiệm vụ. Cũng trong ngày hôm qua, Nhật Bản đã viện trợ khẩn cấp 2 tấn hóa chất tạo bọt chữa cháy cho Indonesia. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin nhanh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.